Chụp không? Chụp hay là quay? Quay tôm hầm mới được nha. Rồi, tôm bự gì kia. Cái này cũng chưa bự lắm nhưng mà cũng được. Ba con. Máu à. Tôm mấy hàng ngang lên. Hấp cây rồi. Mình lấy đèn lên nè. À. Hấp cây nước dừa rồi. Tôm hầm. Tôm này là anh mua ở chỗ ấy hả? Phân chỗ thằng cái thằng kia nó làm bên xuất khẩu. Không à. Hấp khoảng 20 phút là để đem em mua cho em chạy đi mua cho dạ để em chạy cho. Rồi. Cái này mới bắt đầu luộc tôm hùm ha. Đây. Anh giải đi kìa, giải được không anh? Giải đi. Tôm hùm nãy luộc rồi đó. Giờ anh giải ra coi nha. Nóng nóng không lấy kìa. Nóng. Quá. Dạ ưm. Quá ngon. Này lấy dĩa bỏ lên luôn. Vớt ra cái dĩa chứ đẹp. Cái tôm hùm này là mình cái này là ở đây nó bán bao nhiêu ký gì vậy? Con 3, con 1 ký này nó bán 1.3 đó. 1.3, đủ cũng được. Cũng đâu có mắt đâu. Tôm này tôm nhỏ, tôm này nói chung là cũng vừa. Chừng này ăn được rồi. Tôm này em quá trời rồi chứ còn nói gì nữa. Để lại con đem ra. Qua quần tráng rồi. Cái này vô tình đi lên Đắk Lắk. Anh ăn cái nhà đãi tôm hùm. Ta lọc ăn. Chiến đấu thôi, bia bọt đâu ta lên. Ôi lại lấy cái gì nữa được. Bảy màu vậy thôi, có hai anh em nè. Các em à. Bọt tóc hành à. Làm tóc hành. Bọt như chạy giặt đi. Sau lấy cái kéo mình cắt ra đâu hay là lấy kéo cắt ra rồi lấy nó còn à, có hai anh em không sao mình để cái quay chứ sao mà anh nó tiện chút cắt ra lấy đập đá
đó thôi. Đó hơi hiếm. Dạ. Còn nóng quá. Được rồi. Nó ngủ chứ không thử được. Quá nóng này. Nghe dễ chưa? Dễ nè. Ba rưỡi. Ba rưỡi hả? Ba rưỡi nè. Mày năm rưỡi mày đi rồi. Dạ, năm rưỡi. Rưỡi đi 2 tiếng đồng hồ nữa chứ. Nhậu 2 tiếng đồng hồ đấy cũng phịch đích rồi. Tiếng hồ, 2 tiếng hồ đủ xinh, đủ xỉn rồi còn nữa. Nhìn cũng hấp dẫn nha. Hấp dẫn thiệt. Cái này mười, lấy để mười thịt bò nó làm sức luôn. Để với bò còn anh. Để đi. Nó ăn đâu, chỉ có cho thịt kho cho nó ăn bởi tôm này. Rồi, mời mọi người. Vô rồi. Hôm nay mấy ngày không nhậu à? Dạ, em chắc cũng 3 tháng này. Mày muối ớt chứ mày đâu ăn muối ớt này được đâu tính. Để em làm muối ớt. Ừ. Anh cắt đi. Mày không có ăn muối của tao mày không luôn. Ớt à? Ớt cái trong tủ lạnh á. Cắt cưa quay cái cắt ngay cây sao. Mình cái này dễ lắm. Dặn nó ra xong rồi đâu bẻ cái đít cái thọt nó phải dặn ra cái này ra. Cái đầu thì cắt ra. Đi Đắk Lắk là chủ nhật bây giờ hả? Chắc là mai đám rồi mốt đi đưa dâu nữa hả? Đi vô rồi thua rồi. Chứ phải thứ bảy về chủ nhật chiến đấu với mấy thằng kia được rồi. Chủ nhật, chủ nhật tao cũng mua tôm hùm này dưới nè, dự định là mua 5-6 kg gì dưới nhậu với mấy nó nè. Sáng chủ nhật mình về sớm cũng được nữa. Tức là mày tới đây khoảng 6 giờ là tao lái xe tao mình về dưới luôn được. Thấy không? Chứ tao cũng không cần dưới trước luôn. Tất, đã kêu điểm thê thiện hết rồi. Thê thiện hết rồi. Để coi tao mày thằng Hiệp. Trung Mường Lập Mặt Sệ bao nhiêu đó đó là. Kêu anh hai nữa thì kêu thôi. Anh hai vừa phỏng vấn đậu rồi gì đó nè. Đâu nghe nói gì anh hai thì đậu chắc là anh đi xuống đúng lực sợ chị hai chị đi chị giữ lại không tăng không tăng mới giữ lại đó. Sợ vậy thôi. Thấy cái mẹ luôn tìm xuống rồi ở làm gì ở nó làm gì ở nó nó làm thuê à ở kia thì ở đây làm chủ xuống cái mẹ luôn dễ vậy chứ ở đi Mỹ chơi thôi chứ đừng có cho ta ở nó người ta còn không thèm ở nó phải cảnh cho em mình cũng không ở được thì anh cắt đi chưa người kia dặn cái này anh dặn ra cái đi dặn ở tôm hầm. Dạ tất cả muối rồi cũng bị xong rồi. Quá. Đây là cái mày mày bẻ cái đó. Dạ. Dễ thôi.
lấy cái độ chọt không mới được. Để lấy cái kéo cắt cái mẹ đây nè. Cắt cho nó ổn ha. Thì cho nó an toàn hơn. Rồi. Đó, các bạn cẩn thận nha, đứt tay như không. Đứt tay dây sao không đứt. Tay tút hết nha. Cái này được nè, em thấy cái này ổn. Cái nào dẫn bé Linh lên mua về. Này con cũng vậy. Tao cũng mua gì dưới đưa cho má ăn nữa chứ. Sướng xong rồi. Lấy ha. Tô hầm ti nhỏ. Cô không nhỏ đâu. Ăn thử đi, thử nghiệm. Chắc tô hầm này nó ba lạng, hơn ba lạng. Ba lạng. Nghe ngon quá rồi. Quá trời ngon. Ủa bằng kia rồi vậy thôi vô cá. Anh cắt đi, anh cắt đi rồi vô cái rồi mời mọi người.